Rồi có những người thích buôn phòng máy lạnh thiệt mát sống, ngược lại với cái nóng bên ngoài, thì vẫn nói người này hơi ác. Vì sao? Vì không thuận theo được đất trời. Trời nóng, mình cứ theo cái nóng mà sống. Trời lạnh, mình cứ theo cái lạnh mà chịu. Ví dụ như thầy nói sống thuận theo đất trời là gì? Ví dụ như có những lúc thời gian gần đây trời, thời tiết rất là nóng. Rồi có những người thích buôn phòng máy lạnh thiệt mát sống, ngược lại với cái nóng bên ngoài, thì vẫn nói người này hơi ác. Vì sao? Vì không thuận theo được đất trời. Trời nóng, mình cứ theo cái nóng mà sống. Trời lạnh, mình cứ theo cái lạnh mà chịu. Chỉ có cái nó quá sức của mình, quá sức khỏe thì đúng là mình hơi điều chỉnh. Ví dụ như mình cũng vào cái phòng máy lạnh, nhưng mà đừng bật mát quá, nhiệt độ cũng cao, nó xê lịch bên ngoài chút xíu thôi, vừa sức chịu đựng thôi. Chứ không phải là ngoài ai cũng nóng, một mình trong phòng mình thiệt mát, thiệt lạnh, đó vẫn là một cái ác. Rồi đến khi trời lạnh, cái mình tắm nước thiệt nóng vậy đó, vẫn là một cái ác. Trời lạnh rồi mình tắm nước lạnh tắm không nổi vì sợ bệnh đi, nhưng mà pha nước vừa vừa thôi, chứ đừng để mà pha nước nó nóng quá, cũng là đi ngược lại với đất trời, mà cũng ngoảnh mặt quay lưng với mọi người.